Hello, em Kiên xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn ạ. Rất vui lại được gặp mọi người trong buổi chiều đi câu ngày hôm nay ạ. Đây hai bố con em Kiên lại đi câu. Hai bố con em Kiên lại đi câu ở trong suối Mỏ Đá Yên Ly ở Gia Lai mọi người ơi. Vẫn cái chỗ buổi tối hôm qua em Kiên câu đấy ạ. Thì thời tiết này rất là nắng. Thỉnh thoảng có mưa lâm râm nhưng mà hết mưa nó lại nắng mọi người ạ. Thì bây giờ cũng là 2 giờ chiều em Kiên mới vào đây. Đó, lại thả 6 cần xuống thì hai bố con em Kiên là mỗi người 3 cần lại thi câu mọi người nhá. Thì hôm nay luật thi thì sao? Tính cá không tính cua. Không tính cá nào khác, tính cá hơn thi câu cá thôi mà. À, thi câu cá rồi cua là không ấy rồi không lấy đúng không? Dạ. Rồi ok. Lúc nãy câu được 21 rồi mọi người ơi. Nhưng mà Kiên quên bật máy. Quên bật máy rồi, nó qua một cái đoạn đấy rồi. Mọi người thông cảm nhá. Bây giờ câu tiếp. Được 3 con đông phi thì em Kiên câu được 2 con, Đông Dương câu được 1 con. Đó, phi nhỏ nhỏ thôi. Hai đều luôn à? Hai đều luôn. Thì số là hai đều nhau. Nhưng mà câu sát cao hết mọi người ạ. Tỷ số đã được nâng lên 3-2. 3-2 rồi ạ. Dạ. Ui chiến thắng luôn. Lôi đi đâu vậy? Dính rồi mà em nó phi. Xỉu nhi, xỉu nhi. Xỉu nhi, xỉu nhi. Đó. Tỷ số là bao nhiêu rồi? 3-2 à? À, 3 đều à? Hôm nay 3-2 đúng không? Cú dẫn đúng không? Dạ. Thì 3 đều nhá. Ba đều rồi mọi người ơi. Tỷ số đã được săn bằng. Cú sắt cá phết đấy, đùa rồi. Hùng Dương. Dính rồi. Xỉu nhi. Tạp được phi nhỏ. À của mình. Úi dồi ôi. Xít được. Ôi dồi ôi. Úi. Bố. Hả? Nó nằm ở đây này. Nó không móc hẳn vô. Cú không nhỉ. Lại tỷ số là 4-3 rồi. 4-3 rồi. 4-3 rồi. Đây các bác. 4-3 mọi người ơi. Con nhìn cá nha mọi người. Tỷ số là 4-3. Ui cá. Được mấy em nữa rồi, tỷ số nó được bao nhiêu rồi? Hôm nay là 3 đều à? 3-4 là cung dẫn trước à? Bây giờ là 4 đều mọi người ơi. Xỉu nhi ơ, phao ngoài cắn nữa này. Con này muốn nhấc lên mà nó vẫn lên được. Không thể kéo phao, mới lúc kéo phao thì gần không được. Cái này kéo này. Cái này kéo nữa này. Bành rồi, bành cái này dính rồi. Lôi lại xỉu nhi nữa. Một em nữa mọi người. Đó. 5-4, tỷ số là 5-4 rồi. Phi này về chiên giòn ăn cơm ngon lắm mọi người. Chấm nước mắm. Là
hết mắm gừng chiên giòn lên. Ui ăn hết sạch. Ăn hào cường lắm. Có suối này có bé không đấy nhé mọi người nhé, không như có ao, có ao là các bé thả lại. Suối là khan hiếm lắm, được con nào quý con đấy. Phao trong của mình cắn rồi này, đó, ba phao thẳng hàng, phao số 1 của mình cắn rồi, phao số 2 đứng im, phao số 3 thì mắc, đó mọi người thấy kéo chưa, đó nồi rồi kéo rồi kéo rồi. Bình rồi dính rồi đó, một em xỉu nhi nữa, thu thuật chưa? 6-4 nhá. 6-4 mọi người ơi. Kéo kéo phao của đó là dính chắc luôn. Cái này là tính đầu cá không? 6-4 rồi, còn phủ nhí thua rồi. Không lỡ được đâu cô ơi. Đó đó, con ngoài của mình cắn rồi mọi người. Đó. Đó, đó, kéo kéo. Chim nó, úi dồi ôi, một em nữa. 7-4. 7-4 rồi, hai cái này lại dính vào nhau rồi. 7-4 mọi người ơi. Cần thủ lớn dẫn trước 3-0. 7-4. Cần thủ tí và cần thủ teo. Ồ, cái này to như này, nó nuốt được này. Nó to mà nó nuốt được. Ồ, còn cái trong mình lại cắn tiếp rồi. Bảy bốn, bảy bốn, bổn đấy là 74. Bảy bốn đây mọi người ơi, nếu mà còn thủ lớn. Mưa rồi. Mát nhỉ. Mưa mọi người ơi. Nắng mưa lại nắng. Mưa mới nhìn đầu có một đám đi. Mưa rồi, dính rồi. Một em xỉu nhi nữa. Một em nữa. 8-4 nhá, cu nhá. Bố gấp đôi trùng dương rồi. Bố trùng đấy không cần. Không cần. À, đây là thành quả của hai bố con chiều ngày nó đi câu đấy mọi người ơi. Hôm nãy do mưa là em Kiên tắt máy mọi người ạ, không quay được. Tỷ số hôm nay là 10-12 cu nhá. Cần thủ nhí thắng, lật kèo. Cần thủ nhí sát cá hết. Được có 22 con Rufi đấy mọi người ơi. Đó, nó phi nhỏ nhỏ về chiên giòn ăn cơm. Cần thủ nhí ướt hết rồi, mưa này. Câu cá về quá mọi người ơi. Mưa ướt lạnh quá. Về thôi. Mưa ào tới bắt đầu mình tắt máy mọi người ạ. Đó, hôm nay không quay view được cho mọi người xem, mọi người thông cảm nhá, do mưa ướt máy điện thoại là không quay được. Đó, bây giờ Kiên xin dừng video tại đây ạ. Cô chú anh chị em và các bạn xem video thì cho bố con em Kiên xin một like, một share và đăng ký kênh nhá, để cho kênh em Kiên ngày càng phát triển ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em Kiên xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ ạ. Xin chào, bye bye. Bye bye. Bye bye. Con cá siêu to khủng.
Bố.